Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Apilevo được sản xuất tại Apimed. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Apilevo cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Apilevo Hoạt chất Levofloxacin, tương đương Levofloxacin hemihydrat, 750mg Tá dược vừa đủ Dạng bào chế Viên nén Công dụng và chỉ định của Apilevo Thuốc được chỉ định để điều trị nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với levofloxacin gây ra ở người lớn như viêm phổi mắc phải cộng đồng, nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp, kể cả viêm thận đến bể thận, viêm tuyến tiền liệt nhiễm khuẩn mạn tính, nhiễm khuẩn da và mô mềm. Thuốc được sử dụng như một điều trị thay thế cho các thuốc kháng sinh thông thường khác đối với những trường hợp bị nhiễm khuẩn sau đây: nhiễm khuẩn đường tiết niệu không phức tạp đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mãn tính, viêm xoang cấp tính do vi khuẩn. Cách dùng và liều dùng của Apilevo. Cách dùng: thuốc sử dụng bằng đường uống, nuốt chọn viên thuốc với một ly nước. Có thể uống thuốc trong bữa ăn hoặc bất cứ lúc nào giữa các bữa ăn. Liều dùng và thời gian điều trị: thuốc được dùng một hoặc hai lần mỗi ngày. Liều dùng tùy thuộc vào loại và độ nặng của nhiễm khuẩn và độ nhạy cảm của tác nhân gây bệnh giả định. Liều dùng ở bệnh nhân có chức năng thận bình thường, thanh thải creatinine lớn hơn 50ml trên phút. Viêm phổi mắc phải cộng đồng, liều dùng 500mg một hoặc hai lần mỗi ngày. Thời gian điều trị là 7 đến 14 ngày. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp và viêm thận đến bể thận, liều dùng 250mg một lần mỗi ngày. Thời gian điều trị là 7 đến 10 ngày. Viêm tuyến tiền liệt nhiễm khuẩn mạng tính, sử dụng 500mg một lần mỗi ngày. Thời gian điều trị là 28 ngày chống chỉ định của apilevo không dùng levofloxacin và báo cho bác sĩ biết nếu bạn có dị ứng với levofloxacin hoặc với bất kỳ kháng sinh quinolon nào khác như là moxifloxacin, ciprofloxacin hoặc ofloxacin hay dị ứng với bất kỳ thành phần nào khác của tavanic xem mục thành phần trên đây bạn mắc bệnh động kinh bạn đã từng bị đau gân cơ như viêm gân liên quan với việc điều trị bằng kháng sinh quinolon bạn là trẻ em dưới 18 tuổi. Bạn đang có thai, có thể đang có thai hoặc nghĩ là mình có thai. Bạn đang nuôi con bằng sữa mẹ. Lưu ý khi sử dụng Apilevo. Đã từng bị rối loạn tâm thần. Đã từng có bệnh tim. Là bệnh nhân đái tháo đường. Đã từng có bệnh gan. Nên thận trọng khi dùng các fluoroquinolone, bao gồm levofloxacin trên bệnh nhân đã biết có các yếu tố nguy cơ kéo dài khoảng QT chẳng hạn như rối loạn điện giải chưa được điều chỉnh, ví dụ hạ kali máu, hạ magnesi máu. Hội chứng QT kéo dài bẩm sinh. Bệnh tim, ví dụ suy tim, nhồi máu cơ tim, nhịp tim chậm. Sử dụng đồng thời với những thuốc gây kéo dài khoảng QT. Bệnh nhân cao tuổi và phụ nữ có thể nhạy cảm hơn đối với các thuốc gây kéo dài khoảng QT có tiền sử bệnh nhược cơ. Tác dụng phụ của Apilevo Ngừng dùng thuốc, báo cho bác sĩ và tới ngay bệnh viện nếu gặp phải các tác dụng phụ như sau. Tác dụng phụ rất hiếm gặp. Phản ứng dị ứng, dấu hiệu có thể là phát ban, khó nuốt hoặc khó thở, phù môi, mặt, họng hoặc lưỡi. Cảm giác rát bỏng, kim châm, đau hoặc tê dần. Đây có thể là những dấu hiệu của bệnh lý dây thần kinh. Tác dụng phụ hiếm gặp Tiêu chảy toàn nước hoặc có máu, có thể kèm đau quặn bụng và sốt cao. Đây có thể là những dấu hiệu của một bệnh nặng đường ruột. Đau và viêm gân Thường gặp nhất là gân gót, gân asin và trong một số trường hợp có thể đứt gân. Co giật, động kinh Các phản ứng khác Phát ban nặng trên da, có thể nổi bọng nước và chóc da quanh môi, mắt, miệng, mũi và bộ phận sinh dục. Chán ăn, vàng da và vàng mắt, nước tiểu sậm màu, ngứa hoặc đau khi ấn vào bụng trên. Đây có thể là những dấu hiệu của bệnh gan. Báo cho bác sĩ nếu bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây trở nặng hoặc kéo dài vài ngày. Thường gặp. Buồn nôn và tiêu chảy. Tăng enzyme gan trong máu. Ít gặp. Ngứa và phát ban trên da. Chán ăn, rối loạn tiêu hóa hoặc khó tiêu nôn hoặc đau ở vùng dạ dày, cảm giác đầy bụng hoặc táo bón. Nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, rối loạn giấc ngủ hoặc căng thẳng thần kinh. Xét nghiệm máu có thể cho kết quả bất thường do các rối loạn ở gan và thận. Thay đổi số lượng bạch cầu trong kết quả của một số xét nghiệm máu. Yếu sức. Tăng số lượng của các vi khuẩn hoặc nấm khác, có thể cần phải điều trị. Hiếm gặp cảm giác kim châm ở bàn tay và bàn chân dị cảm hoặc run cảm giác căng thẳng lo lắng trầm cảm các vấn đề tâm thần cảm giác bứt rứt hoặc cảm giác lẫn lộn nhịp tim nhanh bất thường hoặc hạ huyết áp đau khớp hoặc đau cơ bầm máu và dễ chảy máu do giảm số lượng tiểu cầu giảm số lượng bạch cầu khó thở hoặc thở khó khè co thắt phế quản thở hụt hơi Khó thở. Ngứa hoặc nổi mề đay. Mất khứu giác và vị giác. Ù tai. Tăng creatinine trong máu. Ly giải cơ vân. Hôn mê hạ đường huyết. Tăng bilirubin. Tổn thương gan nặng, bao gồm các trường hợp suy gan cấp, đôi khi gây tử vong. Có giấc mơ ngủ khác thường, ác mộng. Tương tác thuốc những loại thuốc có thể làm tăng khả năng xảy ra tác dụng phụ khi dùng chung với levofloxacin. Corticosteroid, đôi khi gọi là steroid đến dùng để kháng viêm có thể gây viêm và trên hoặc đứt gân. Warfarin đến dùng để chống đông máu có thể gây chảy máu. Theo Theophilin đến dùng trong bệnh hô hấp có thể gây ra các cơn ngất hoặc choáng, cơn bệnh nếu dùng chung với levofloxacin. Thuốc kháng viêm không steroid, NSAIDS, đến dùng chữa đau và viêm, như aspirin, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen và idometacin có thể khiến bệnh nhân bị cơn ngất hoặc chóng, cơn bệnh nếu dùng chung với levofloxacin. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Apilevo, đồng thời biết cách sử dụng Apilevo sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.